Chào mừng quý cô bác và anh chị đã quay trở lại được phát sóng. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã quay trở lại và theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta có một năm mới thật nhiều khởi sắc. Trong tháng 1 âm lịch thì những gia chủ tuổi Hợi có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Vậy nên làm việc gì cũng phải rất cẩn thận bởi bạn có thể gặp một số chuyện khá là nguy hiểm. Đừng vội vàng hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả quý vị nhé. Bởi khi thành công và may mắn đến với mình thì những chuyện thị phi và tai ách cũng kèm theo. Việc trở nên hòa đồng thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho tuổi Hợi rất nhiều. Quý bạn hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp thì sẽ khiến cho bầu không khí trở nên hài hòa hơn và tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Và cụ thể như thế nào thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận bàn chi tiết để nắm rõ vận trình của mình và từ đó thì có những ứng xử phù hợp nhé. Sau đây là phần tổng quan tử vi của quý gia chủ tuổi Hợi trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này, được cục diện nhị hợp trợ lực nên công việc làm ăn kinh doanh của các quý gia chủ tuổi Hợi có sự mở mang và khởi sắc hơn so với năm 2021. Ra ngoài gặp được quý nhân trợ giúp nên mọi việc khó khăn đều được giải quyết. Đối với quý gia chủ tuổi Hợi làm kinh doanh, tháng này sẽ có sự hợp tác mới hoặc đối tác mới. Tuy trước mắt có thể chưa đạt được kết quả khả quan nhưng về lâu về dài sẽ là tiền đề cho sự phát triển sau này. Phong thủy lộc tài nhắc nhở quý gia chủ tuổi Hợi hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt tháng này là điềm báo cản trở do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân. Gia chủ trở nên vội đắc ý mà lơ là kẻo tiền mất tật mang. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của Thái Tuế có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tuy công việc có hanh thông thuận lợi, nhưng thu nhập lại không được như mong muốn. Những người làm ăn phải vô cùng vất vả mới đưa được việc kinh doanh đi đúng quỹ đạo. Phần lớn thành công liên quan đến phương diện tài chính đều do bản thân tự tích tiểu thành đại. Tháng này, nếu có ý định đầu tư, quý bạn nên tập trung vào các dự án nhỏ lẻ. Những mối làm ăn nhỏ sẽ mang lại nhiều tài lộc hơn cho bản mệnh trong năm Nhâm Dần. Đối với người làm công ăn lương thì phương diện chính tài chỉ dừng lại ở mức đủ chi tiêu. Tuy nhiên, nếu quý bạn chịu khó tìm thêm cho mình các công việc tay trái thì thu nhập vẫn có khả năng tăng lên một cách đáng kể. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi, sức khỏe của tuổi Hợi trong tháng này không có gì đáng lo ngại. Bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên, các bệnh ắt có thuốc chữa, sớm gặp thầy gặp thuốc mà không nguy hại gì. Dưới tác động của kiếp sát hung tinh, gia chủ cần phải cẩn trọng hơn trong quá trình lao động hoặc sử dụng những vật bằng kim loại sắc nhọn, rất dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, bạn cần phải chú ý vấn đề đi lại, phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa về đường sông nước vào khoảng thời gian cuối tháng. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo cho quý gia chủ tuổi Hợi có gặp đôi chút bất lợi, thấy rõ nhất là sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực cuộc sống. Đôi lứa mới chấm nở tình yêu đã vội vàng chia ly vì những cản trở. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà tình cảm phai nhạt hoặc người khác có cơ hội xen ngang, gây điều phiền toái. Năm nay, nữ mạng đào hoa vượng hơn nam mạng, có thể mở rộng quan hệ xã giao, chủ động hoặc thụ động qua mai mối cũng đều gặp được người tâm đầu ý hợp. Nam mệnh vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp gặp nhiều áp lực cho nên khó mở lòng. Từ đó, bị lỡ dở nhiều cơ hội tốt. Tử vi của từng tuổi Hợi trong tháng 1 âm lịch năm 2022 dương lịch. Tuổi Ất Hợi sinh năm 1995.
Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ, làm thêm, ắt sẽ được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được nửa kia phù hợp. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu đến quan hệ vợ chồng. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Người tuổi Hợi sinh năm 1983 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải chịu tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần phải luôn nghiêm khắc với bản thân mình, tự tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu nhiều thử thách trong thời điểm này. Bạn cần phải giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần phải tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện tâm sự với đối phương để có thể hóa giải hiểu lầm. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Vận trình của người tuổi Hợi sinh năm 1971 phủ một màu ảm đạm trong tháng đầu năm, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư cho nên tài lộc bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn, vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời xúi bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Chính vì thế ngày thường bản mệnh phải chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp, quý gia chủ tuổi Hợi sinh năm 1959 sẽ gặp phải khá nhiều điều không như ý muốn, bản mệnh phải chịu sự cạnh tranh gay gắt hoặc nhiều yếu tố cản trở, khiến cho kế hoạch khó có thể hoàn thành đúng thời hạn. Người làm ăn kinh doanh cũng vướng phải nhiều khó khăn và thậm chí là phải chịu đựng sự ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Những lúc như vậy, bạn cần phải bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, chớ nóng nảy kẻo rơi vào bẫy. Phương diện tình cảm cũng không thực sự thuận lợi. Bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn với nhau và nếu không có cách giải quyết khéo léo thì dễ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022 tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần của người tuổi Hợi. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tốt Thành Hòa Cục, Xung Thân, Hình Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Đối với người tuổi Hợi, trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày 9 tháng 1 năm 2022, tức ngày 9 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức ngày 21 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Hợi trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2022, ngày âm lịch ngày 6 tháng 1 năm 2022, tức ngày 6 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 18 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Ngày âm lịch ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để quý gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin
theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Hợi trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi, qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Diễm Quỳnh xin chúc cho quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống này. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.